cuối này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể đi vào nhé. Khi mà các bạn đi, nếu các bạn đi từ Sài Gòn xuống theo quốc lộ 51 vào á, thì các bạn sẽ đi trên hướng của đường Trường Chinh. Còn nếu các bạn đi từ thành phố Bà Rịa qua Châu Pha, Tóc Tiên đến, thì các bạn sẽ đi trên đường Võ Thị Sáu. Các bạn cứ đi trên hai con đường này và tìm đến ngã ba đường. Ngay cái cổng của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D ấy. Đấy, các bạn đi vào cái hướng đường mà đối diện hoặc là đường Trường Chinh kéo dài nhé. Nhưng mà cái con đường bên tay phải theo hướng đi của các bạn, thì các bạn cứ đi theo cái đường nhỏ đấy đi vào. Đường thì nói chung là đường nhỏ nhưng mà ô tô và xe máy đi thoải mái. Các bạn ô tô vẫn có thể tránh nhau được nhưng mà nó hơi vướng một chút thôi. Thì cứ đi theo thẳng cái đường đó. Các bạn đi được khoảng 500m thì chúng ta sẽ gặp một con đường đá cấp phối. Nó khá là sóc và hơi khó đi một chút. Nhưng các bạn chịu khó đi thêm khoảng 300m nữa thì chúng ta sẽ đến được cổng chùa. Bên tay trái cái con đường đá mà chúng ta đi ấy, thì nó là một cái mỏ đá. Còn trước mặt sẽ là cổng chùa. Hoặc là có cách nữa là khi mà các bạn đi theo Google Maps, các bạn đến cái khu vực của chân núi Thị Vải ấy, thì các bạn bật Google Maps lên và tìm hoặc là chấm vào cái điểm là Linh Sơn Bửu Thiền Tự. Đó, thì khi đó là Google Maps nó sẽ chỉ cho các bạn con đường đi chính xác nhất. Còn nếu các bạn bật Google Maps từ xa, ví dụ như từ Sài Gòn đi, hoặc là từ thành phố Bà Rịa mà các bạn chấm là núi Thị Vải, thì đảm bảo với các bạn là Google Maps sẽ đưa các bạn vào mỏ đá, chứ không có đi lên được đến chùa. Để chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ nhé. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other